Hòa cùng dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đổi mới tư duy, từng bước làm chủ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Đồng hành cùng chị em, Hội Phụ Nữ các cấp đã tạo điều kiện về vốn, ý tưởng, công nghệ, giúp cho nhiều chị em mạnh dạn, tự tin hơn trong hành trình phát huy những tài nguyên bản địa để tạo ra nhiều sản phẩm ô cấp tiêu biểu đặc trưng, qua đó nâng tầm giá trị nông sản địa phương lẫn nâng cao thu nhập cho chính chị em. Nhận thấy sản phẩm hạt điều rang muối của cơ sở chị Bùi Thị Ni, ngụ ấp 2 Đông, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, có nhiều tiềm năng phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động chị tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng lẫn bao bì, mẫu mã. Sản phẩm hạt điều rang muối Hòa Phát của chị Ni được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh, giúp chị xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ hạt điều ngay tại địa phương. Lúc đầu em cũng e dè lắm, tại vì cái sản phẩm mình nó chưa có đạt được cái tiêu chí. Nhưng mà sau khi xã với bên Hội Phụ Nữ vận động, em mới mạnh dạn đi ra. Em thấy là mình có một cái hướng đi là đúng đắn. Nói chung em làm là tiêu chí của em là chất lượng là đầu tiên. Chỉ có chất lượng mới làm nên thương hiệu của em được. Được Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Long Sơn vận động giúp đỡ trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục, sản phẩm giỏ bán nguyệt lục bình của tổ hợp tác đan giỏ lục bình của Phụ Nữ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu vừa được cấp chứng nhận đạt 3 sao OCOP, mang đến cho tổ hợp tác nhiều cơ hội phát triển hơn. Được mình được quảng bá đi nhiều thành phố, tỉnh, địa phương, đi đến đó trưng bày những sản phẩm cho mình làm ra, nói chung là cũng được có nhiều đơn hàng, sản phẩm mình được có giá trị hơn, tôi được thị trường tiếp ứng hơn. Một trong những hội viên phụ nữ đi đầu và hiện đang thành công trong việc xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh là bà Cao Thị Hồng Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng nấm Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Định hướng phải tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng, nên ngay khi đầu tư thành lập doanh nghiệp, bà Vân đã chọn hướng sản xuất sản phẩm đông trùng hạ thảo theo tiêu chuẩn OCOP. Hiện công ty của bà Vân có 4 sản phẩm được gắn sao và đang tiếp tục phát triển thêm 2 sản phẩm cho năm tiếp theo. Mình cũng muốn rằng sản phẩm của mình nó được sự công nhận có đầy đủ các cái tiêu chuẩn được quy định đâu chính thống, và khi tham gia thì có rất nhiều cái ưu đãi của tỉnh rồi của địa phương để hỗ trợ cho cái sản phẩm của mình được đi ra ngoài với thị trường nhiều hơn. Tính đến tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có 91 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 45 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong số đó có gần 30% sản phẩm của chị em phụ nữ trực tiếp tham gia sản xuất. Khi được công nhận là OCOP thì cái đầu ra, cái nguồn ra của sản phẩm được ổn định, nó có được phụ nữ được có một cái kinh tế nó ổn định hơn. Phụ nữ thì cũng động viên đồ để mình có cái hướng để mình phát triển kinh tế, rồi cũng có tổ chức cái trưng bày sản phẩm của OCOP của tỉnh, trưng bày sản phẩm của cái ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh. Hiện các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp kiến thức kỹ năng cần thiết cho chị em trong việc phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, từ đó góp phần bảo tồn các nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp chị em vươn lên, làm chủ kinh tế.